Trong cái thập thiện nghiệp đạo, giống như là khai triển ba cái nghiệp của thân. Nếu không sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì được ba cái nghiệp của thân. Mà khi mà người mà hành trì được ba cái nghiệp của thân này giữ được vẹn toàn thì cứ một cái nghiệp thiện không sát sanh thì được 25 vị thiên thần, thiện thần ở bên cạnh mình ủng hộ cho mình, gia hộ cho mình, nhưng mà mắt phàm mình không thấy, gọi là ẩn mình ủng hộ. Còn nếu mà người làm ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm của thân ba nghiệp này mà làm không giữ được thì cũng có các vị ác thần ở bên cạnh mình luôn luôn ủng hộ mình. Quý vị muốn thiện thần ủng hộ hay là ác thần ủng hộ? Thường thì tâm lý của mình lúc nào cũng muốn điều lành, điều tốt. Phật trời gia hộ, đúng không? Mở miệng ra là kêu Phật gia hộ cho con ăn nên làm ra nhỉ? Đúng không? Nhưng mà mình nghĩ như vậy, nhưng mà hành động của mình làm ác. Nghĩ thì muốn những cái điều thiện đến với mình, có thiện thần đến với mình, gia hộ cho mình, giúp cho mình. Có nhiều người vái vui lắm: "Ôi dồi ôi, con muốn làm, anh nên làm ra mua một bán mười." Mua một mà bán mười luôn. Để thiện thần ủng hộ cho mình. Thiện thần có ủng hộ mua một bán mười không? Mua một bán hai là được rồi, đúng không? Có chút đỉnh vốn để mà mình lời chút để mà về nuôi gia đình là ok rồi, đúng không? Chứ mua một bán mười tham quá. Ngửa lên trên đầu mình ba tấc là thiện thần đứng trên đó chứng giám. Hồi xưa ông bà mình hay dạy con cái, bên vai phải là có thiện thần, bên vai trái là có ác thần. Nghĩ điều ác, nói điều ác, làm điều ác là có ác thần ghi vô sổ, ghi vô sổ bộ, sổ đen à. Nghĩ điều thiện, nói điều thiện, làm điều thiện là có vị thần, thiện thần ghi vô sổ. Cái đó là một cái suy nghĩ của nhân gian thôi. Chứ mà nói về Phật Pháp á, là khi nghĩ thiện là nó cái chủng tử thiện nó ở trong cái A-la-gia thức mình, nó ghi ở trong đó. Cho nên lúc còn nhỏ quý vị nhớ làm những điều gì ấn tượng đến bây giờ vẫn còn nhớ, đúng không? Nếu mà nó không có A-la-gia ghi là nó không nhớ được. Nó có cái A-la-gia thức, nó ghi cái chủng tử ở trong đó, giống như cái bộ nhớ của cái máy vi tính đó, nó lưu lại trong đó. Làm một điều ác thì nó cũng lưu lại trong cái A-la-gia thức. Cho nên cái người mà họ nằm mơ, họ thấy ác mộng nhiều là trong cái tâm thức của họ, cái chủng tử ác trong đó nó nhiều. Lúc tối họ ngủ thì ý thức nó ngủ say là nó không hoạt động nữa. Ý thức là cái phân biệt đúng sai, phải trái, tốt xấu. Lúc đó ngủ say là nó nằm im nữa rồi, nó không có nhúc nhích nữa, nó không có hoạt động nữa. Nhưng mà cái ý căn là cái ý thức thứ bảy ấy, bắt đầu nó môi những cái chủng tử trong A là gia thức ra. Mình thấy cảnh nhà cửa vàng tiền bạc, có người trúng số ôm một bao tiền thức dậy không có đồng nào hết trơn. Suốt ngày cứ mơ trúng số, cho nên nằm mơ ngủ thấy trúng số. Đó là cái chủng tử nó ghi trong A là gia thức, gọi là tàn thức. Tàn là chứa đựng. Thì bây giờ con người mình làm sao để mình chuyển được cái chủng tử ác nhiều đời kiếp đến bây giờ nó thành chủng tử thiện, gọi là thiện nghiệp. Và chuyển khéo thêm nữa, đó là chuyển cái thiện nghiệp này nó trở thành tịnh nghiệp. Thiện nghiệp thì nó chỉ tương ưng với cảnh giới trời thôi, dầu cho thượng thiện thì nó cũng tương ưng với cảnh giới trời thôi. Bây giờ chuyển cái thiện nghiệp này làm sao nó tịnh nghiệp, nó chuyển thành tịnh nghiệp thì nó tương ưng với cảnh giới cực lạc. Mà muốn chuyển cái thiện nghiệp này để nó tương ưng với tịnh nghiệp thì chỉ có câu Phật hiệu chuyển là nhanh nhất, dễ dàng nhất. Làm một điều thiện, nghĩ đời sau mình hưởng, hoặc mình hồi hướng về cõi trời. Bữa nay mình không suy nghĩ như vậy nữa mà hồi hướng về cực lạc. Chuyển cái ý niệm này thì tức thì cái điều thiện nó trở thành tịnh nghiệp. Cái vốn này mình gửi về Tây Phương Cực Lạc, không mất. Cho nên chúng tôi
đọc vào lại trong văn sao hơn một năm nay thì thấy Ấn Tổ Ngài nói ba cái điểm chính yếu ở trong văn sao. Lắng nghe. Một đời còn lại chúng tôi chỉ nói trong văn sao thôi. Bởi vì mình nói suốt cả đời này đôi khi mình làm chưa xong. Và trong bộ văn sao đó dư cái điều kiện để cho chúng ta có thể làm thánh hiền, làm Bồ Tát, làm Phật. Trong đó dư. Cho nên chúng ta không cần thêm cái điều kiện nào khác. Những bộ sách khác thì không phải là không đúng, nhưng mà điều có một cái là để chỉ cho chúng ta, để mà từ cái ác nghiệp chuyển thành thiện nghiệp, từ thiện nghiệp chuyển thành tịnh nghiệp, thì chúng ta thấy bộ văn sao tuyệt. Và trọn vẹn ở trong đó hết, từ cái phàm phu cho đến người thánh, người hiền, Ngài nói đủ trong đó hết. Nhưng từ khi mà chúng tôi bắt đầu về đây và giảng văn sao thì một số người họ áp dụng và Phật tử họ hưởng ứng. Hầu như chủ nhật nào họ cũng có mặt đủ đông ngồi hai chánh điện. Thì chúng tôi mới ngồi suy nghĩ, hồi sáng dậy cũng sớm, một giờ kém, ngồi kêu, ủa sao mình có mình giảng mà người ta nghe miết, người ta không chán ta? Cái chán không? Thường mình học cái lý thuyết á, mà mình nói ra đó, thời gian nó cục vốn, nó hết vốn với hai người ta nghe nó chán. Giống như mình nhai bả mía, nó không có cái hương vị ngọt ở trong đó. Cũng vậy, cái người nghe và người nói đó phải hành trì thì mình mới thấy được cái giáo pháp, mình tiêu thụ được. Cũng như mình ăn nhiều quá, nó bội thực, nó trúng thực, tức là nó không có tiêu hóa. Đó là những người học quá nhiều đi mà không áp dụng thực hành thì nó trở thành sở chi chướng, nó chướng ngại. Mà khi có sở chi chướng là nó có phiền não chướng. Thành ra cái bộ văn sao này đọc vào thì mình mới thấy rằng mình là một kẻ phàm phu, hổ thẹn vô cùng. Các vị cũng là phàm phu như mình mà họ về Tây Phương Cực Lạc hết rồi, giờ mình còn ngồi ở đây tranh giành hơn thua, đúng sai phải trái được mất, rồi cuối cùng hai bàn tay trắng mình ra đi không mang được cái gì. Thì đó là Phật Bồ Tát nói mình là không có được con mắt của chánh pháp, gọi là pháp nhãn. Rồi con mắt của thiên nhãn mình cũng không có nữa. Con mắt của Phật nhãn mình cũng không có. Con mắt đó là tức là cái nhìn thấy, tức là trí tuệ. Mình bị vô minh nó che lấp, bây giờ mình chỉ có con mắt này gọi là nhục nhãn, mắt thịt. Nhìn giống như là con ếch ngồi đáy giếng, nó đóng khung mất à. Giống như đeo một cái lăng kính màu đen, nó nhìn bầu trời thấy đen thui, mang một cái lăng kính màu vàng nhìn thấy màu vàng. Thực ra ở ngoài trời đó nó không phải vàng, nó không phải đen, nó là một ánh sáng rất là trung tính. Nhưng mà mình đeo kiến vô thì mình thấy nó vàng, nó đen. Đó là do cặp mắt của mình chứ không phải do ánh sáng bên ngoài, đúng không ạ? Cũng giống như vậy, vốn cuộc đời này nó không có phải là khổ đau, nó là như như bất động á. Nhưng mà do mình dậy sống ở trong tâm thức mình lên cho mình thấy khổ đau. Có những người họ đang lòng đông á thì ruộng nó khô, cho nên họ kêu ông trời ơi sao ông không mưa đi, ông mưa đi cho ruộng nó có nước, cho lúa nó lên, chứ sao mà ông ác vậy ông trời, khổ buồn ông trời, đúng không? Là cái người đang làm ruộng. Và mấy người mà người ta đang gọi như rằng là chuẩn bị bắt đầu cày cấy lên mà chưa cày cấy sâu xong để mà gieo giống xuống, rồi mưa tầm tã nhão nhét, kêu ông trời ơi từ từ ông mưa chứ, để tôi cấy xong rồi ông mưa chứ, sao mà tôi mới có cấy đất cày đất lên mà ông lại mưa ông trời. Hai người cùng đi làm ruộng nương nhưng mà hai tâm trạng khác nhau, trách trời trách đất. Vốn ông trời ông mưa là cái chuyện của ổng. Nhớ trước bà cụ mắc cười quá, bà đang làm bánh hỏi cái tự nhiên nó cúp điện, cái bà đốt đèn lên để làm bánh hỏi mà. Vừa đốt đèn lên cái tự nhiên nó đang sửa điện, nó cúp điện cái bà kêu trời mày chơi tao mày. Cái nó cúp điện, nó mồi lên, sau nó bắt đầu cái mở điện, cái bà thổi tắt, bà thổi tắt cái nó đang sửa điện mà nó cứ tắt mở, bà cứ mồi đèn tắt đèn biết rồi. Bà kêu trời mấy này nó chơi tôi không ơi.
Cái nghĩa là ở bên ngoài á, là nó không có phải là làm cho mình phiền phức, chính mình nó làm cho mình phiền phức á. Như sắc sanh xét, xét lại ăn sắc à. Ông chồng ông nói gì đi nữa nó qua rồi thôi, nó đâu có còn cái âm thanh đó động lại đâu. Trong không trung không còn nghe cái tiếng đó nữa. Nhưng mà nó để ở trong đầu mình, nó để trong cái suy nghĩ mình, gọi là pháp trầm phiền não, nó quấy rối mình. Mà cái pháp trầm phiền não muốn mà chuyển hóa nó thì chỉ có câu Phật hiệu là hay nhất. Nếu mà để cho đó, để cho nó nằm ở trong đó lâu ngày chày tháng á, nguy hiểm. Nó thành một cái nghiệp. Cái nghiệp là một cái hành động, nó có cái sức mãnh liệt, giống như là một cái nghiệp sân. Nóng giận nó có một sức mãnh liệt. Có cái cô đó, cô ca sĩ, cô nói còn thân phụ nữ mà cái tánh còn là tánh đàn ông. Hỏi sao tánh đàn ông còn nóng như Trương Phi, ông chồng con cũng ôm cũng quăng ra ngoài đường chết rồi. Cái này công ngôn dung hạnh không có. Hay là chúng tôi coi kỹ lại, chúng tôi coi kỹ lại trong văn sao thì Ấn Tổ nói ba cái nguyên lý ở trong này. Nhắm vào trong đó chúng tôi thấy, thứ nhất đó là ngài nói đến cái giáo dục gia đình. Thứ hai ngài nói đến cái vấn đề bảo thân tiết dục. Và thứ ba ngài nói đến con đường tắt để liễu sanh thoát tử, đó là pháp môn tịnh độ. Đây là cái mấu chốt ở trong văn sao. Coi mình coi mình biết cái chìa khóa ngài giúp cho mình mở vào trong cái bộ văn sao là ngay chỗ nào? Là ngay chỗ này. Nếu ở tại tỉnh Thất Quan Âm bây giờ là một đại gia đình mà bị lộn xộn, tức là trò không kính thầy, thầy không có lòng từ thương trò, anh em huynh đệ xích mích lẫn nhau, không có hòa thuận lẫn nhau, mỗi người sống một cái kiểu của họ, thì chúng tôi nói cái gia đình của tỉnh Thất Quan Âm nó đang bị rối rắm bất an. Mà cái gốc của xã hội đó là gia đình. Ấn Tổ nói cái gốc của xã hội đó là gia đình. Nếu xã hội động loạn thì do gia đình động loạn trước. Và cái gốc của gia đình đó là tấm thân này. Mà cái gốc của cái thân á, là cái tâm. Nếu mà chánh tâm thành ý thì cái thân này nó cũng là chánh. Rồi cái gia đình này cũng là sẽ gì? Hài hòa. Rồi xã hội này cũng sẽ hài hòa. Và khi xã hội nó không hài hòa, nó động loạn á, thì gia đình cũng bị ảnh hưởng và bản thân chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Quý vị nhớ hồi xưa mà chiến tranh lô đạn nó nổ đùng 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 đùng, mình đâu ngồi yên đâu ạ. Khi mà đất nước loạn ly thì bản thân chúng ta cũng phải gì? Chạy giặt. Nhưng bây giờ không có phải loạn ly cái kiểu mà nổ lựu đạn súng bắn nữa. Mà cái âm thầm nó loạn ly bên trong gia đình. Và cái âm thầm cái loạn ly đó là tuổi trẻ bây giờ họ lên trên mạng, họ chơi game mà đến nỗi là họ ngồi đó cũng như là say sưa trong đó. Hôm trước chúng tôi ở bên San Jose có cái cô đó, chồng thì ly dị rồi, còn một đứa con trai mà cưng nó quá. Thường đứa con mà cưng quá là nó hư, nó muốn làm gì thì nó làm. Quý vị biết nó làm gì không? Cái thế giới của nó là nó vô trong máy, nó ngồi, nó đi bắn súng với lại chạy xe với chơi đá banh trên máy. Ngồi ở trong đó nó mê say ở trong đó luôn. Cái tay nó còn chút xíu, cái chân nó bằng cái cầm tay chúng tôi, nó ốm chút xíu nó ngồi. Đến giờ ăn nó chạy xuống nó ăn miếng xong nó bắt đầu nó chơi, nó mệt quá. Cái đầu nó chịu hết nổi ra, nó ngã lăn ra nó ngủ. Nó ngủ xong rồi cái bắt đầu thức dậy nó quấn đờn, không biết gì bên ngoài nữa hết trơn. Mà sợ quá rồi mà mời chúng tôi đến, chúng tôi nói: chú, hôm nay thầy đến thăm chú nè. Lấy mắt nó nhìn xong cái nó tiếp tục vô trong đó, không có hỏi thăm một câu gì hết trơn. Xong rồi cô chạy lại cô kêu: thầy kìa, thầy đến thăm con kìa, sao mà con không có hỏi thăm thầy gì hết trơn. Nó nhìn mẹ nó vậy xong nó cũng tiếp tục vô đó nữa. Cái thế giới nó ở trong đó. Thì chưa được 18 tuổi, chưa học hết lớp 12. Thì báo lên người ta kêu 18 tuổi thì ở bên Mỹ không có cái quyền tự do, nó không có thể báo công an bắt nhốt nó được. Bây giờ trước 18 tuổi thì bây giờ cho nó đi cải tạo hoặc bắt nó đi chỗ khác, cho nó để mà nó rời khỏi. Thì cổ nói vừa cắt internet là bắt đầu nó hành hung với cổ rồi, cho nên cổ phải mở ra. Thì coi như đứa con này coi như xong rồi đó, tiêu rồi.
Thì như vậy chúng tôi thấy cái thế giới bây giờ gia đình bị loạn lạc, lung linh cái sự giáo dục trong gia đình. Rồi từ khi cái gốc đó nó bị lung linh rồi, tức là nó không có ổn định được, thì họ ra xã hội chừng lớn lên họ học giỏi gì đi nữa, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư gì đi nữa, nhưng mà họ không có đạo đức, thì người này gọi là người ác, gọi là tiểu nhân. Rồi từ cái tâm ác đó, tâm xấu đó họ truyền cho vợ, cho con, đời này sang đời khác. Nó nguy hiểm vô cùng về cái vấn đề cha mẹ không giáo dục được con cái. Ấn Tổ nói cái chỗ này là chỗ quan trọng. Bây giờ mình nghĩ là trong cuộc sống này không ai mà không rời, không ai mà không có một cái tổ chức để mà nương nhờ sống. Nếu mà gia đình của họ an định, hài hòa, thì khi mà họ ra ngoài cái việc công chức, tức là họ đi làm việc, thì cái công ty này nó cũng an định hài hòa. Nếu ông giám đốc này là một người thực sự có đạo đức tốt. Còn nếu mà ông giám đốc này gia đình đang rối rắm, thì ông ra ông lãnh đạo một cái tổ chức lớn hơn gia đình của ông, ông thua, dám chắc là thua. Bởi vì ngay nơi cái gia đình của ông có mấy thành viên, 5 thành viên, mà ông quản lý không được, thì ông ra ông quản lý 10, 20, 50, 100 thành viên thì quá sức ông. Rồi cuối cùng công ty này sẽ bị đổ vỡ, chắc chắn là sẽ đổ vỡ. Quý vị thấy giáo dục gia đình quan trọng không ạ? Cho nên cái cuốn mà gọi rằng Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ, chúng tôi in 10.000 cuốn này rồi. Một cuốn đây là có hai, một bộ nó hai cuốn, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Pháp Ngữ Bảo Thân Tiết Dục. Hai cái cuốn này chúng tôi đang áp dụng cái gia đình Tịnh Thất Quan Âm theo cái giáo dục gia đình của Ấn Tổ. Cái mấu chốt để gia đình an định và hài hòa là tự thân của mỗi người trong thành viên gia đình phải làm gì? Lấy chữ hòa để lên trên đầu tiên, gọi là dĩ hòa vi quý. Không có cái gì cao quý, tiền bạc của cải vật chất, không có cái gì cao quý bằng sự hòa thuận đâu. Hòa đó là Phật dạy là lục hòa, ý hòa đồng diệt, khẩu hòa vô tranh, kiến hòa đồng giải, thân hòa đồng trú, lợi hòa đồng quân. Nếu mà áp dụng đúng cái lục hòa này ở trong một môi trường của Tịnh Thất Quan Âm, của một cái học đường, của một tổ chức, công ty, của một gia đình, thì chắc chắn là sẽ thành tựu. Nhưng họ không có hòa được. Vợ nói đường, chồng làm ngã. Và cái chính là bổn phận của người vợ bị vượt quá phận mất. Như thế nào vượt quá phận? Ấn Tổ nói, nếu người phụ nữ, lắng nghe kỹ, vượt quá phận, tức là họ thích làm kinh tế và chính trị, họ không ở nhà thay chồng dạy con, giặt giũ nấu ăn nấu uống để mà lo lắng trong gia đình, nữ công gia chánh, thì chồng cũng đi kiếm tiền, vợ cũng đi kiếm tiền để con nheo nhóc ở nhà, thì chắc chắn hai người này một thời gian sẽ có chuyện. Nếu chỉ giao cho chồng đi kiếm tiền, vợ ở nhà lo cho con cái, dạy cho con cái để thành thánh thành hiền, thì cái phước, cái đức của người mẹ này lớn hơn người cha, lớn hơn người chồng. Người vợ quan trọng hơn phần nữa, hơn phân nữa với người chồng, vì giúp chồng dạy con để trở thành thánh hiền. Mẹ của Giác Nhàn bán bánh hỏi chay 40 năm nắm kinh tế, gia đình lũng củng. Lúc trước ông cụ ông chạy xe lam chở khách đi, về bao nhiêu tiền ông cụ ông kêu đưa tôi giữ tiền cho ông giữ làm chi. Ông giữ rồi mấy con nhỏ kia nó theo ông rồi ông chở gái ăn hết đó. Mà giờ bà con giữ lắm. Thì cuối cùng bà thủ hết, bà giữ tiền đi lái xe về, ông cụ cũng vứt cho đóng tiền. Rồi đi bán bánh hỏi về cũng gom một mớ tiền. Thì gia đình sao? Có chuyện. Có chuyện đó là cứ lo đi kiếm tiền, không còn tâm tư đâu để lo cho con cái. Mà nhiều lúc ở nhà cũng không biết cách gì để dạy con nữa. Lớn lên nó hư, mình hỏi làm sao nó hư vậy?
do xã hội phải không? Không phải. Do bản tính đó phải không? Không phải. Do người mẹ nung đúc. Cho nên chúng tôi nói là nhìn người mẹ là biết đứa con. Nhưng mà khi người mẹ lớn lên họ thay đổi được rồi, họ ý thức được rồi, họ có tu tập được rồi, nhưng mà người con dạy không được nữa. Có những người mẹ rất tốt, chúng tôi nói là họ tốt quá đi, nhưng mà sao đứa con nó xấu quá vậy? Là bởi vì người mẹ khi họ giác ngộ, họ tu tập được, họ thay đổi được. Mà tự nhiên tự bản thân họ thay đổi được, nhưng mà đứa con họ thay đổi không được nữa. Bởi vì thai giáo không có, 1000 ngày 3 năm cũng chưa giáo dục cho nó, cho đến lớn lên rồi bây giờ nói nó không được nữa. Đó là cái chúng ta bị thất bại. Hôm nay chúng tôi vô ngồi đây nói chuyện, quý vị suy nghĩ lại gia đình của mình, điều chỉnh lại bằng cách nào, từ nơi ta mà làm như thế nào, chánh tâm thành ý, tâm mình luôn luôn chánh, chắc chắn sẽ có thiện thần sẽ gia hộ cho mình, long thần hộ pháp, Phật Bồ Tát gia hộ cho mình, chắc chắn mình sẽ điều chỉnh được gia đình. Có nhiều người, quý vị coi lại bản thân mình đôi khi có. Lúc trước chúng tôi cũng bị cái trường hợp này. Rất thích đi ra bên ngoài, niềm vui là bên ngoài chứ không phải trong nhà. Họ về nhà họ thấy sao mà nó âm u, mà nó buồn tẻ, mà nó không có một cái hứng thú trong nhà. Lúc trước cứ hướng cái tâm đi ra ngoài giảng, đi chỗ này chỗ nọ, nước này nước nhỏ là niềm vui. Còn ở nhà mình thấy rất là bình thường. Thì cái này mình đi ra ngoài một thời gian, cái bắt đầu mình quay về lại mà thấy gia đình mình nó đổ nát. Mà ở bên ngoài đó là mình ăn cơm nhà làm chuyện người ta. Khi mình đi làm một thời gian rồi mình cũng không giúp được bao nhiêu người hết trơn, mà quay lại gia đình của mình cũng bị chốc gốc luôn, cũng bị trở ngại luôn. Có nhiều người họ thích rong chơi bên ngoài, cái niềm vui họ là cái thế giới ảo bên ngoài, hoặc không họ lên mạng thôi. Chứ còn ở tại gia đình để mà họ có một buổi cơm đầm ấm, một bữa cơm mà họ ngồi lại với nhau để đọc văn sao Ấn Tổ á, rồi họ ngồi lại với nhau để họ nói những cái điều mà chánh pháp á, hầu như không có thời gian nữa. Mà về nhà thấy lạnh tẻ, nó buồn, buồn tẻ lắm. Cái sinh khí trong nhà không có nữa. Lúc này bắt đầu gia đình chuẩn bị đổ nát. Một chuyện nhỏ bé tí như con chuột nó thành con voi cho coi. Hôm nay chúng tôi tạo cái niềm vui ở tại nơi gia đình. Sáng nào ăn cơm với các cụ, thầy Nhật Tánh đọc văn sao, bắt đầu chúng tôi nói. Mà nói không có nhiều, 5-10 phút. Bữa nào hứng lắm 15-20 phút thôi, không có nói nhiều. Xong rồi cái bắt đầu gì? Tạo cái cảnh ở tại nơi, cái chỗ mình ở, làm sao cho nó có một cái niềm vui để mình an định trong đó. Ngài Hải Hiền thì cái niềm vui của Ngài là đi cuốc đất, trồng khoai, trồng đậu để tặng cho người khác. Niềm vui của Ngài Hải Hiền là tổ thứ 14 á. Niềm vui của chúng tôi là trồng cây hoa với động Phật. Trời, dựng cái động Phật lên nhìn đá đồ thôi nó vui trong lòng, đứng nhìn hoài hoan hỷ, đi đâu thấy Phật niệm Phật. Trồng cây ăn trái, mình phải tạo một cái niềm vui ở trong gia đình của mình. Có hai cái chỗ mà mình tạo niềm vui cho gia đình của mình, lắng nghe nè. Thứ nhất là bàn Phật, trang trí làm sao nó trang nghiêm. Mình lên là mình thấy không khí trên bàn Phật là mình thích liền, mình thích ngồi đó mãi. Sáng nay chúng tôi ra cái động Phật mà chúng tôi làm 2 tháng, bữa nay xong rồi đó, ra tu xong rồi nó sung sướng quá. Nó mát mẻ mà nó hoan hỷ mà nó làm sao á. Cái bàn Phật đó là chỗ để nuôi tâm linh, nuôi tâm hồn. Thức ăn nuôi tâm hồn là bàn Phật. Mình thỉnh một tượng Phật dầu cho đẹp cho xấu, là bằng giấy gì đi nữa, để càng lâu càng cổ càng có giá trị, đúng không? Còn mua xe mua cổ xây nhà làm cái gì, đi một thời gian nó lỗ thời là thấy chán á. Mà Phật thì cứ để càng tu càng thích, chỉ có không tu mới chán ông Phật thôi, chứ mà tu là không bao giờ chán ông Phật, đúng không ạ? Ngài chán ông Phật không? Chán là biết không tu rồi đó. Lên bằng Phật đó thôi ông ơi, thì tôi chán ông quá ông ơi. Tôi niệm hoài mà không thấy mặt mũi ông đâu hết chưa. Cái người mà không tu là chán ông Phật, chắc cứu không vậy đâu, đúng không? Cái người mà tu là thôi, lên nhìn tượng Phật thấy nó lung linh lúc nào ngày cũng
mỉm cười được. Đó, niềm vui, niềm vui ngay chỗ đó. Làm được không? Trời ơi, có nhiều người thôi, ở dưới cái phòng ngủ với phòng khách thôi, nó đẹp gì mà nó đẹp, nó trang hoàng rượu bia đồ để bàn đẹp, mà lên cái bàn thờ làm cái miếng mica, miếng kiến gì đã dè ra khoảng nửa mét, để tượng Quan Âm vô, bông hoa nó héo queo, mà còn cái dĩa trái cây nó mất tiêu rồi, lượm ăn hết rồi. Trời ơi, nhìn nó thảm quá trời cái bàn thờ luôn. Thì biết người này không cung kính Phật, không biết tu rồi. Nhưng mà có nhiều người như vậy, nhưng mà cái miệng họ nói đạo, nói lẻo lẻo vậy đó, nói dữ lắm nhưng mà hành không được. Tâm hạnh nó không có tương ưng. Niềm vui của chúng tôi là được trang trí Phật trong bàn thờ, trong nhà, khung cảnh của mình, để đâu nó tôn kính đó, chứ không phải để tùm lum tùm la. Để đâu là tôn kính đó. Là cái thứ nhất, là cái niềm vui của gia đình là bàn Phật. Có những người chồng công giáo hoặc giả là gia đình không có điều kiện, thì niềm vui đó là tụng kinh. Để cái cuốn kinh không có tượng Phật ngồi trong phòng chỗ nào cũng được, dở cuốn kinh ra cũng có tượng Phật trong cuốn kinh, mình ngồi mình tụng kinh. Lấy cái niềm vui này làm cái niềm vui cho cuộc sống tâm linh của mình. Vừa rồi con cô bên Mỹ về, cô ngồi cứ khóc hoài, hỏi sao vậy? Khi con gặp ông chồng công giáo, bây giờ đứa con nó về Việt Nam, nó cưới vợ, mà vợ nó với nó thì đi làm cổ mặn, con thì kêu đi làm cổ chay đi, nó không chịu. Ông chồng con cũng không chịu, con cứ khóc con buồn biết, con kêu làm cổ mặn như vậy á, rồi thời gian sau rồi con giết bao nhiêu súc vật này để con làm cái đám cưới cho vui của con, như vậy là tội lắm. Rồi ấn tỏ cái nhắc, chút nữa chúng tôi cho quý vị coi cái lá thư. Ngài có nói về cái vấn đề mà đám cưới con cái mà cho làm cổ mặn, làm đồ mặn á, là mình đem tiền mình thuê người ta giết để mình đem cái niềm vui của mình đến cho mình, thì chuyện này mong manh không có đâu. Thì cổ ngồi, cổ kêu nhờ thầy nói giùm đi. Thì chúng tôi ngồi, chúng tôi mới nói rằng là chú bây giờ có thể trong cuộc đời của chú là ngày vui của chú, thì hai vợ chồng chú vui nhưng mà mẹ chú buồn thôi, chú có thể nào làm đồ chay ở Việt Nam, đồ chay nó ngon mà nó mắc hơn đồ mặn những cái nhà hàng sang lắm. Kêu không, vợ con quyết định vậy rồi, không được đâu. Nó kêu vậy là chú quý vợ hơn mẹ hả? Nó kêu giờ con về con ở với vợ con nói con ở với vợ con ấy, thì vợ con đó sao con nghe vậy, cho con ở với mẹ con nữa đâu. Đó, đổ nát gia đình rồi không? Thì từ cái chỗ nào? Từ cái chỗ là từ nhỏ cô này không ở bên cạnh, và tình thương của cô này với cái chú này với đứa con đó, nó không có kháng khích với nhau và nó không có hòa quyện với nhau, nó không là một thể. Cho bây giờ thấy người yêu chuẩn bị người vợ đó là trên hết rồi, nói gì là nó nghe đó thôi, chứ mẹ nói không được. Kêu thôi bây giờ do cô từ lúc còn nhỏ, con đẻ nó ra là cô đi làm neo đúng không? Kêu đúng rồi, đẻ nó vứt nó đi làm neo là đúng rồi. Không có lo lắng gì cho nó, không ở bên cạnh cái hơi ấm mình, không có gần gũi với nó, không nói cho nó nghe, và không có một thể là gần gũi với nhau. Nếu cô với nó là một thể gần gũi với nhau, nó thương cô hơn là người yêu nó, là người vợ sắp cưới, thì cô nói sao nó nghe vậy à? Do mình thôi, phải do nó. Ok, ồ ha. Bây giờ mới ồ ha. Đúng không? À, cuối cùng sao? Thì thôi, bây giờ cô đâu có mang tội khi nó làm cổ mặn, bởi vì cô đâu có suối đâu. Nhưng mà tâm cô bất an như vậy, cô tu không được, thôi mình tùy hỷ đi. Phật Bồ Tát là tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng, tùy duyên bất biến, không sao. Bây giờ còn cách là con đám cưới rồi ha, con lấy cái tiền người ta đi đám cưới cho con á, đi mua gà, vịt cái gì đó, là mua cá đồ thả đi. Kêu cái này nó làm được, kêu, ờ vậy tốt rồi. Thì nói chuyện xong đổi cái ông chồng nói, đó bà nghe thầy nói chưa, bà nhớ nghe chưa, đừng có về buồn khóc nữa đó. Cái thấy ngồi nói chuyện với nhau mà cái không khí nó không có hài hòa. Thế như chồng nói một kiểu, vợ nói một kiểu, con nói một kiểu, mình làm trọng tài ngồi chính giữa, cuối cùng cũng không làm giải quyết gì được, đổ nát rồi. Cho nên khi mà mình tu á, mà mình không điều chỉnh được gia đình, thì lúc mình lâm chung thì họa nó tới kinh hồn. Con cái khóc lóc rồi nó rối beng lên, mình không thể nào mà mình có thể giảng sanh được. Còn có một cái gia đình nó nghe lời ấn tổ, ngày nào ăn cơm tối gia đình đoàn tụ về là ông cha ông bắt đứa con phải đọc cái một lá thư.
Đọc 3 năm như vậy, họ nhùng nhuyễn hết trong văn sao, họ biết đường đi lối về Tây Phương Cực Lạc. Lúc lâm chung cả gia đình hộ niệm cho ông cụ đã vãng sanh. Đọc 3 năm. Chúng tôi đang áp dụng cái khu chuyên tu ở trên này thì bây giờ ít lại là tuần 3 lần thôi, chứ ngày nào cũng đọc đôi khi Phật tử hả chán, hả nghe không vô. Chúng tôi đọc, chúng tôi nói như vậy quý vị nghe thấy hấp dẫn không ạ? Nhưng mà đôi khi tự thân mình đọc không có vô. Bởi vì cái văn phong đó và cái nhân duyên với văn sao mình chưa có thích thú, mình đọc sao thấy nó chán quá và không phải dễ hiểu à. Cho nên ra trong bộ văn sao này, chánh biên, tam biên, tục biên là nói sâu về cái việc giáo dục gia đình. Gia đình đổ nát là từ nơi tự thân của mỗi người không học được lời dạy cổ thánh tiên hiền, không học được và áp dụng được cái nhân quả vào trong gia đình. Con nó còn nhỏ, bắt đầu nó biết đi biết nói rồi, nó ý thức được rồi đó, là mình phải nói nó là đừng giết con kiến, con dế, con sâu nhân con. Nếu không nói nhân quả như vậy nó không có biết thì sao. Khi nó giết mình kêu ồ vui quá, bữa nay con tôi nó biết giết kiến rồi, nên nó thông minh quá, nó ý thức được rồi đó. Vui nữa chứ. Không nói cho nó biết được cái tội phước nhân quả, phóng sanh sát sanh, thì đứa này lớn lên nó là một người gian ác. Dầu cho nó quy y theo Phật Pháp mà không được học thì nó cũng là gì? Gọi là nghịch tử, phá gia chi tử, là người ác trong Phật Pháp. Không phải đơn giản đâu. Cái gia đình đổ nát là từ nơi tự thân của mỗi người không áp dụng được cái điều gì? Lấy thân để hành, người khác thuận theo. Nếu vợ chồng con cái ai cũng hành hết trơn, không có nói nhiều thì gia đình đã êm ấm. Còn nếu mà ai cũng nói hết trơn, ngồi lại với nhau để nói thì có chuyện cho coi. Cho nên tổ mới nói là gì? Dùng lời nói để dạy dỗ coi chừng á. Dùng lời nói để dạy dỗ, khuyên răn á, sẽ có sự tranh cãi. Dùng thân để giáo hóa, họ thuận theo. Im lặng không nói nữa. Bữa nay về nếu mà êm không được, lấy keo 205 dán vô. Im lặng không nói nữa. Quyết định không nói nhiều nữa, được không? Bởi vì cái âm đức của mình là cái lời nói á, nó chưa đầy đủ cái âm đức, cho nên mình nói họ không chuyển được. Bây giờ mình im lặng, mà im lặng mà ổng nói, mình im lặng không nói gì, họ kêu mình là khinh bỉ, khinh người. Bà sao bà cứ lầm lầm lì lì, tôi nói bà im ru vậy bà? Thì giờ nói làm sao? Ông kêu em bữa nay đi mua thịt ngang, giờ nấu cho anh một nồi lẩu ngang. Kêu ồ thế à, biết thế à, thôi cứ quan hỷ đi làm. Bởi vì đời trước mình cũng sai họ như vậy đó, bây giờ họ sai mình lại như vậy, quan hỷ cứ đi làm từ 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 từ. Khi đi ra mua thịt cái niệm Phật cho nó vô thịt đó, niệm Phật cho nó vô thịt ở trong đó, nấu cho ông ăn, rồi cái thịt nó nhiễm câu Phật hiệu, từ 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 nó cũng chuyển, không à. Người phụ nữ trong gia đình hết sức quan trọng. Nếu mà người này là thánh nhân, là hiền nhân, thì chắc chắn trong gia đình người này sẽ an định hài hòa. Hồi sáng mới nghe ấn tổ khai thị, dầu đó là thánh nhân ra đời mà không gặp mẹ hiền giáo dục, nhiễm vào cõi phàm tục này cũng sẽ sanh trở thành người phàm. Mà người này là người phàm ra đời mà gặp mẹ là thánh, thì con người phàm này sẽ chuyển thành thánh, đúng không? Bồ Tát còn mê khi chuyện ấm mà. Bồ Tát á, mà chưa phải là đăng địa, gọi là nhất sanh bổ xứ vì nguyện lực á, mê khi vô trong thai bào. Chỉ có Bồ Tát Tất Đạt Đa, Bồ Tát Hộ Minh á, ngài thị hiện vào cõi này, thân cuối cùng thành Phật, ngài không bị mê thôi. Giáo dục gia đình, cái chính của giáo dục gia đình đó là nơi nguồn tâm đánh đổ những ham muốn sằng bậy, đánh đổ những cái tham muốn quá độ. Hôm bữa có một cái gia đình đó, chúng thấy đổ nát rồi, mà nhìn cái hình thức ra bên ngoài là ai cũng nghĩ rằng là hạnh phúc, có xe có cổ, có con có cái thành đạt rồi. Nhìn gia đình thực sự mà vô ngồi kỹ mà kể thôi ê chề luôn, kinh khủng luôn. Một cái gia đình thì chính là do cái chỗ nào?
do người vợ, người mẹ thực sự làm rối. Có một đứa con lo lắng cho đứa con quên ông chồng, nói cái gì cũng binh đứa con hết trơn. Ông chồng dạy đứa con á, cha dạy con á, binh đứa con, thương nó quá cho nên mình cứ binh nó. Thì cuối cùng cái gì, nó được lừng, nó lờn cha nó được thì vài bữa, nó lờn mẹ, nó hổn cha được thì nó hổn mẹ được. Cho nên dạy con khó lắm. Thực sự chúng tôi nói, bản thân chúng tôi năm 12 tuổi đi tu đến bây giờ mà được cái duyên gặp ông thầy, ông khó quá chừng, ông khó luôn. Cái năm mà mình đi Adap Y Sa Di á, mà thường mình đi mà mình lấy cái đòn, cái tay mình đến quánh đòn xa, tức giống như là bà mang bò qua đi vậy nè, là mất oai nghi, không cho thọ giới. Mình đi mình hơi đánh đòn xa, chúng ông kêu tới đây, tới đây, tới đây, ông đi làm gì giống như bà chữa vậy đó, đánh mất đòn xa vậy. Thì cuối cùng sao, một năm sau mới cho thọ giới Sa Di. Ông kỹ mà ông kỹ mình kinh hồn luôn, kỹ quá kỹ luôn. Nhờ cái kỹ như vậy là cái khuôn mà nó đẹp rồi, đúc ra cái bánh nó mới đẹp. Cái khuôn méo, khuôn xấu đúc ra cái bánh nó xấu. Ông thầy mà không có kỹ cương á, thì đứa học trò nó hư. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình kỹ cương quá đi, với nước nước mà nó trong vắt đi, cá nó không dám ở, nó ở không được. Mà nước đục thì nó cũng chết à. Nghĩa là mình quá kỹ cương, mình quá sắc, tức là mình quá khó khăn đi thì không ai ở với mình được hết, chỉ mình ở mình à. Mình quá dễ dãi thì nó hư hết, đúng không? Cho nên một cái gia đình đó muốn trong ấm ngoài êm, chân thuận dưới hòa, thì người phụ nữ này phải học lục hòa kính, ý hòa đồng diệt. Ông chồng nói, em bữa nay đi Đà Lạt nha. Kêu dạ, hoan hỷ vui vẻ. Em lên chùa thầy nhà nha. Dạ. Ồ, còn không sao, em đi Đà Lạt nha. Kêu không, Nha Trang à. Có chuyện, có chuyện. Ý hòa không có đồng diệt, không có đồng thuận. Thì do cái người phụ nữ này lúc nằm trong thai mẹ, tính khí của người mẹ cũng gì, nóng nảy, ngang ngạnh, bướng bỉnh, người con cũng vậy. Trên cái giáo dục gia đình này quan trọng vô cùng. Cái vấn đề thứ hai chúng tôi nói, Ấn Tổ ngày hay nhắc, ngày nói là đừng có nói lão tăng này, sao nhắc về cái chuyện thế tục ăn nằm, người nam nữ lập gia đình kiêng dè cái chuyện này. Vì con người chết 40% trăm trực tiếp không biết bảo dưỡng cái thân thể là do mình không biết tiết dục. Mà cái dục sự này nó khó hàng phục, vì cái tâm dục này mà mình vào trong bụng mẹ để sanh ra, khó mà hạn chế, mà tiết chế nó khó vô cùng. Chỉ có các hàng mà họ đi vào trong cái dòng thánh tư đồ hoàng rồi thì yên tâm. Còn mình chưa vào lọt vào dòng thánh đó, gió chiều nào nó sẽ theo chiều đó, kinh khủng lắm. Không sợ nhân quả, và không sợ rằng chết đọa lạc, và không có một cái đức của đại chúng, mà không giữ câu Phật hiệu thì khó ai mà tiết chế được nó. Vì vậy cho nên Ngài nói về cái vấn đề gia đình, muốn cho con cái mà lúc sanh ra mà nó mạnh khỏe, nó không có bệnh hoạn, thì khi bắt đầu người nữ cấm thai là phải ngưng tuyệt cái chuyện quan hệ ăn nằm, để cho người con này nó sanh ra nó mới không có bị bệnh ghẻ lát, bệnh này bệnh nọ. Ngài kỹ càng vô cùng về cái vấn đề sanh một đứa con, bắt đầu mang cái thai rồi, bắt đầu thai giáo rất kỹ càng. Lắng nghe chỗ này nè nha, ở trong này ai không có con đâu, giơ tay lên coi. Rồi, hôm bữa có mấy cô, một đám luôn, 6 cô không biết, không có con đi chơi chung với nhau. 6 ông chồng, 6 bà vợ từ Bến Tre đi lên. Nói theo thầy, con nghe người ta nói thầy giảng, rồi mọi người người ta ngưỡng mộ lắm, nghe nói thầy vuốt đầu có con á thầy. Kêu trời, làm cái gì được, tuổi này không được đâu. Làm gì vuốt đầu mà có con.
nghe thầy làm gì vuốt đầu cũng được, mà đồn đãi không có đó, không phải, nghe người ta đồn không có đúng. Tôi kêu giờ thầy làm sao cho con có con thầy, trời thầy biết làm sao. Bây giờ thầy chịu thua á, nhưng mà thầy có cái cách là ấn tổ cái khuyên là ba cái điều mà để sanh con, mà nếu không có con nữa là biết làm sao có con không? Đi ra ngay chỗ mà người ta đẻ rồi, người ta đẻ ngoài cái mấy cái chỗ trại mồ côi á, lựa đứa nào mà ngon lành, thích gái thích trai gì đầy đủ hết rồi đó. Ngài công nhận cao kiến thiệt nha. Hồi kia mình đẻ ra mình lựa không được đâu, đúng không? Khi đẻ ra nó sức vôi, nó méo miệng rồi, nó hô, nó súng, nó ngọng rồi, nó tập quyền mà không có lựa được, đúng không? Mà ra cái trại mồ côi nhiều đứa nào bảnh bao đồ, mẹ nó đẻ nó không có tiền nuôi, nó vứt vô trong cái trại mồ côi nhiều quá, vô tha hồ lựa đi, lựa mấy đứa cũng được hết. Nhỏ nhỏ nó đâu biết gì đâu, lựa mang về. Nhận là cha, là con của mình, nó lo cho mình, ngày kêu vậy nó khỏe, đỡ đẻ. Đỡ phải đẻ ra cực lắm, đẻ ra lựa không có được đâu. Có mấy người người ta kêu, ủa sao con hành theo cái kiểu ngày chỉ mà cũng chưa có con, kêu vậy là bà không có nợ, con là nợ chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo thôi, bây giờ tới mấy cái trại mồ côi lựa đi. Chùa cũng có nuôi đầy ở trong đó mà, có mấy sư cô tâm hạnh rồi ở trên đó họ nuôi á, tới lựa đứa nào mà đẹp bảnh bao mang về nuôi nó làm con khỏe. Cái cách này mày cứ vậy thấy cao kiến không ạ? Thì cái cách ngài chỉ là thứ nhất là Quan Âm Bồ Tát là nguyện là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, à là tha thiết đảnh lễ Quan Âm, niệm Quan Âm, rồi gì nữa, cúng dường tượng Quan Âm, cúng dường kinh Phổ Môn, tha thiết tụng kinh Phổ Môn là thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa làm sao? Tích thiện, tích đức, tích phước. Vấn đề thứ ba nữa, người chồng này là phải tiết chế ăn nằm đến một năm hoặc nửa năm, chờ vợ kinh nguyệt sạch trời trong, ăn nằm khi cấm thai là vĩnh viễn ngưng. Thì ba điều này làm được chắc chắn có con. Còn nếu không có con nữa thì đi ra sinh mấy đứa ngoài chạy mồ côi là chắc cú. Và ngài nói có những người có con mà con gì? Bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Quan có hai người anh không có con, quan vui mừng vô cùng. Ấn Độ đó vậy, đỡ sanh ra những người con bất hiếu. Mấy ai sanh ra người con mà nó hiếu thuận, nó thành thánh thành hiền đâu. Còn sao mà bà đặt nặng về con cái dữ vậy? Hay. Cho nên cái việc mà để mà giáo dục gia đình nó thành tựu được một cái sự nghiệp, để một người con này thành hiền nhân, hiền thiện, đòi hỏi người mẹ này phải nung đúc cái tánh đức tu hành dữ. Nhưng mà có nhiều người nói bây giờ con lớn tuổi rồi, con 50-60 tuổi con có con đâu nữa, mà giờ con ở nhà con dạy, con phải đi làm ăn, hoặc là con cái con có vợ có chồng hết rồi, có vợ có chồng cũng dạy cho nó cũng chưa thành tựu được cái nhân cách hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Bữa có cô Phật tử, cô gọi lên, cô nói trời, con có một đứa cháu nó cắt cái tay, nó kêu nó muốn chết, nó tự tử. Rồi cuối cùng á, gia đình sợ lo quá chừng luôn. Mà cô này thì cô cũng hay, ông chồng cũng vậy, kêu bây giờ ông cha bắt đầu phải sửa, phải gần gũi với nó, phải thương yêu nó, rồi phải làm cho nó có một cái niềm vui với ông cha, với gia đình thì nó không chết. Nhưng mà chúng tôi tin chắc nếu người cha người mẹ này không thực sự tu hành thì một thời gian gì, mới đầu là thấy nó sợ nó chết, nhưng mà một thời gian sau tánh khí, tánh nào tật đó rồi, cuối cùng cũng có chuyện cho coi. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề thập thiện nghiệp đạo, nói về cái việc giáo dục gia đình. Ở trong cái giáo dục gia đình, cái khẩu nghiệp này để mà nói cho gia đình mình nghe, cái chuyện này không phải là đơn giản. Thường con người này họ hay niệm Phật, trong tâm họ nhớ Phật, cái tâm họ chân thật, chánh tâm thành ý. Khi mà họ nói ra cái điều gì, con chồng tin phục. Còn nếu mà tâm họ không chánh tâm thành ý, không thường niệm Phật, họ nói rao rảo suốt trong nhà, nói làm cho con cái gia đình nó thành ấn tượng, nó sợ luôn, nó cứ đi hoài, tối nó để mình ngủ rồi nó mới về.
Cho nên chúng tôi nói có hai cái chỗ mà làm cho gia đình mình nó ổn định. Thứ nhất là bàn Phật, thứ hai là cái bếp. Cái bếp đó là giờ làm sao? Không nấu đồ mặn nữa nha. Ngài Lý Bỉnh Nam nói, trên bếp của mình mà chiên rang xào nấu thịt chúng sanh, trong nhà mình lộn xộn. Tuy rằng không giết, mua mang về nấu nó cũng lộn xộn. Ấn Tổ nói là dùng tiền để mà thuê người giết á, nó lộn xộn. Nếu mà gia đình hòa thuận được á, ra bên ngoài ăn. Còn người nào ăn chay ở nhà, mình nấu chay trong nhà. Và gì? Ông chồng nếu mà ông ăn mặn, ông thích ăn ở nhà thì mình cũng nấu cho ông ăn. Nếu mà ông hòa thuận với mình á, thì mình cho ông ăn chay, ăn mặn thì mình ăn chay. Còn không nữa là ông không chịu cho mình ăn chay nữa thì mình nấp rắp rau trong nồi thịt mình ăn chung. Bằng mọi cách làm sao trong cái buổi mâm cơm đó mà hòa thuận với nhau, hoan hỷ vui vẻ với nhau. Có một mâm cơm gọi là mâm cơm gia đình. Và ăn cơm xong rồi đọc văn sao, quý vị thấy cảm giác này quý vị thích thú lắm. Buổi sáng mỗi lần chúng tôi không có khi nào bỏ đâu. Dầu cho nó bệnh hoạn gì đi nữa, chúng tôi lên được là lên ăn cơm chung với đại chúng buổi sáng. Cái này chúng tôi nói có quý thầy ngồi đây, quý thầy chắc là cảm giác biết điều này này chúng tôi nói là nó đúng chứ không phải là sai đâu à. Lên là ngồi ăn cơm xong cái là thầy Nhật Tánh đọc. Bữa nào chủ nhật lên tranh thủ lên đây thì thầy không có đọc, chúng tôi cũng nói chuyện. Cái điều này cứ ăn dầm nằm về từ từ mỗi ngày thấm mưa dầm thấm lâu từ từ. Cái văn sao nó đi vào trong lòng mọi người, người đó là cực ác đi nữa bắt đầu từ từ nó thiện. Cái người mà họ sát sanh ở gần chùa, họ nghe tiếng chuông họ dậy, họ nghe quýnh chuông là họ dậy, họ giết heo. Mà họ ở gần chùa một thời gian là họ thay đổi cái nghiệp giết heo. Kẻ ác ba gọi là đồ tể ác như thế mà họ vẫn thay đổi được, huống chi mình ở trong chùa, mình ở gần chùa mà mình không làm ác nữa thì thay đổi nhanh không ạ? Nhanh, bảo đảm nhanh. Quý vị biết cái gia đình nào là viên mãn nhất mà chúng tôi đang nhắm tới để hướng tới quý vị đến không? Gia đình của Đức Phật A Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc, tuyệt. Muốn không? Ai muốn về gia đình đó không? Giơ tay lên nè. Thực sự gia đình này có bên đó chứ không phải không có. Sáng nào chúng tôi cũng tụng kinh A Di Đà. Ở đây kinh Vô Lượng Thọ đại chúng tụng thôi chứ tôi theo Ấn Tổ tụng Di Đà ngắn để mình trì đại bi 25 biến. Chiều 25 là 50 biến, đó là cái vốn của mình. Đó là vốn của mình, niệm Phật được thêm nhiều thêm hay ít thêm gì mình giữ được cái vốn này. Cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Trong thế giới này tiếng khổ còn không có thì làm gì có sự khổ. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, không có. Không có cái tên gọi nữa, chứ đừng có nói là có sự khổ. Thuần vui không khổ gọi là cực lạc. Muốn về không? Thường là mình phải gì? Phải chịu khó đánh đổi thôi. Đánh đổi tức là xả ly ta bà được thì mới có phần ở cực lạc. Còn nếu mà không xả ly ta bà được, ta bà thì cũng thích mà cực lạc cũng thích thì gì? Giống như hai chân đứng trên hai chiếc thuyền, dòng nước nó chạy tới chạy lui gì đó, nó cứ đảo tới đảo lui, gọi là băn khoăn đứng giữa hai dòng nước, hãy chọn một dòng kẻo nước cuốn trôi. Hả? Chọn dòng đi. Một dòng gì? Ngược chiều với thế gian về Tây Phương Cực Lạc. Ngược chiều quá ngang, lội mệt lắm à. Thế gian đó là tài sắc danh thực thì, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, buông xuống đi ngược dòng, đi về cực lạc. Đi nổi không? Đi không nổi lên ở gần gần tỉnh thất, dìu dìu mình đi. Hôm qua có mấy cô Đà Nẵng vô gặp, kêu giờ con muốn vô trong này con tịnh tu, con mua nhà. Cái thôi ý đừng có mua nữa, mất công lắm, thuê nhà trọ cho nó rẻ đi, đi về cho nó khỏe, về cực lạc nó khỏi rảnh rang đi. Nãy giờ 1 tiếng đồng hồ ha. Mệt không? Có mệt không? Làm gì đâu mệt. Giờ lắng nghe chỗ này quan trọng. Nãy giờ nói hai cái điều
giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục. Và cái điều thứ ba quan trọng là Ngài nói con đường tắt để về Tây Phương Cực Lạc. Bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi chúng sanh khó tròn nên quả giác. Rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật khó đổi khóc hồng mê. Bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi chúng sanh khó tròn nên quả giác. Cái câu này 10 năm về trước chúng tôi khắc ở trên cái cổng ngõ ngoài đó. Vì sao gọi là về Tây Phương Cực Lạc là con đường tắt? Nếu quý vị mà muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Mà ba đại A Tăng kỳ kiếp là phải tính vào sơ quả kìa, chứ không phải từ phàm phu như chúng ta đâu. Phàm phu chúng ta mà chưa vô sơ quả, cái vô lượng đời kiếp luôn, đôi khi nó cũng chưa có được thành Phật. Nhưng mà bước vào dòng sơ quả, vào dòng thánh rồi đó, bắt đầu mới tính ba đại A Tăng kỳ kiếp. Mà một tiểu kiếp là quý vị biết lâu biết cỡ nào. Cái tuổi thọ con người từ 84.000 tuổi, cứ 1.000 năm nó giảm 10 tuổi, cứ 100 năm nó giảm 10 tuổi. Thì như vậy là cứ như vậy là 100 năm giảm 10 tuổi, 100 năm giảm 10 tuổi, 1.000 năm, 1.000 năm giảm 10 tuổi. Đức Phật ra đời cách đây 3.000 năm rồi. Thì lúc đó con người tuổi thọ 100 tuổi, thì đến bây giờ còn 70 tuổi gọi là thất thập cổ la hy, thì phải 1.000 năm giảm 10 tuổi. Thì con người 84.000 tuổi mà cứ 1.000 năm giảm 10 tuổi, giảm 10 tuổi nó giảm xuống còn lại 48.000 tuổi, mà cứ 1.000 năm giảm 10 tuổi nó giảm còn lại 10 tuổi. Rồi kiếp tăng cứ 1.000 năm giảm, nó tăng 10 tuổi lên 84.000 tuổi, gọi là một tiểu kiếp. Còn chết đi sống lại là một đời trong hai kiếp nha. Mà vô lượng rất nhiều tiểu kiếp mới thành một đại kiếp. Thì quý vị biết lâu cỡ nào? Mình biết sanh tử biết cỡ nào đó. Thì như vậy là cái thời gian mình rất dài. Nếu mà gọi là tu từ người là lên đến trời, là đến thanh văn, đến viên giác, đến Bồ Tát, đến Phật á, thì đi theo cái thứ tự mà tiệm tiến lần lần như vậy đó, là phải ba đại tăng kỳ kiếp. Cái đường này không phải là đường tắt. Còn đường tắt nè, một đời này thôi, người đã thực sự chịu buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, tín nguyện đầy đủ, họ về tới Tây Phương Cực Lạc, đi ngang hoàng xuất. Hoàng xuất tức là đi ngang cái ống tre mà đục từng mắt từng mắt từng mắt đi lên, gọi là thụ xuất, tức là đi theo đường hướng thẳng. Còn hoành tức là đi ngang, nó đục ngang gốc tre, cái mắt tre, nó đục ngang cái thanh tre đi ra ngoài, thoát khỏi tam giới là đi về, đi đường tắt về Cực Lạc, gọi là hoành xuất tam giới, về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ một đời này chứ không phải đến một kiếp nữa à. Không phải một tiểu kiếp, một đời này thôi gọi là đường tắt. Ai muốn đi đường tắt nào không? Nếu mà không đi đường tắt về Cực Lạc á, thì đời sau á chưa chắc vậy được cái thân làm người đâu à. Chứ không phải dễ được cái thân làm người đâu. Đức Phật ngồi trong rừng á, Ngài nắm một cái nắm lá nó rớt xuống ở dưới đất á, Ngài cầm một nắm lá lên, Ngài nói này tất cả các vị tỳ kheo, lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Các vị tỳ kheo nói lá trong rừng nhiều lắm so với lá trong tay của Ngài. Ngài nói cũng vậy. Cái người mất mà được thân người giống như lá trong tay ta. Cái người mất mà đọa vào tam đồ giống như lá trong rừng. Điều này Đức Phật nói trong kinh Tạng có. Dễ gì làm thân người không? Bây giờ chỉ có một con đường và Thượng Tịnh Không đó. Một là hoành sức về Tây Phương Cực Lạc. Còn không thì Ấn Tổ nói phải về Tây Phương Cực Lạc. Chứ nếu đời sau làm tăng xuất gia để thuyết pháp cũng là đi vào ngõ rẽ. Dầu cho sanh lên cõi trời hưởng phước cũng là vào ngõ rẽ. Muốn đi ngõ rẽ hay là muốn về Tây Phương Cực Lạc? Về Tây Phương phải không? Phải chịu khó chịu cực. Chịu khó chịu cực. Một đời ngắn ngủi còn lại, ban đêm chịu khó niệm Phật. Tối hôm qua 8 giờ mấy lên nhìn thấy có chú Dương rồi thầy Nhuận Minh rồi thầy Phiên một số. Ổ mấy thầy kia không đi đâu hết trơn, thấy ít dữ ta. Khuya 1-2 giờ nhìn lên thấy cũng vắng quá. Cái đề sướng của chúng tôi tối thứ bảy niệm Phật chỉ có một đêm, mà không phải trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ, chỉ 12 tiếng thôi. Niệm không nổi, không có ép được.
Nhưng mà điều cái người mà muốn về Tây Phương Cực Lạc là họ phải chịu khó chịu cực một đời ngắn ngủi này, giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người, giữ gìn ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm, giữ gìn thân nghiệp không mất oai nghi. Nói chung quy lại là từ nơi ba cái nghiệp thân khẩu ấy, ác hay thiện là cũng từ ba cái cửa này mà ra. Nếu mà giữ được thì thành tựu. Mà nhớ nha, Phật A Di Đà ngài không có lướt rước lộn đâu nha. Biết rước lộn không? Bên ngoài là gì? Giả thiện. Giả thiện tức là đạo đức giả, nói cái gì cũng thiện hết trơn. Bên trong là gì? Ác tâm. Phật nhìn ngay cái tâm người này rước lên trên đó là thôi quấy rối dữ lắm, không thể được. Người này phải chân thiện, tâm hạnh tương ưng. Thực sự là người này có hành trì, miệng nói, ý nghĩ, việc làm tương ưng là thuần thiện, thuần tịnh, thì mới cảm được Phật. Phật cầm đài vàng rước mình về, và người này mới được cái ưu đãi ngồi trong đài vàng. Làm gì mà lúc mình bỏ thân mạng này mà mình được ngồi vô đài vàng, được cái ưu đãi này, là do có người này thuần tịnh, thuần thiện, niệm câu Phật hiệu chân thật. Người này có sự thành tựu. Mà mình có khả năng làm được không? Được. Con người phàm phu mình làm được điều này không? Được. Đức Phật A Di Đà thấy cái bọn phàm phu của chúng ta niệm Phật về Tây Phương là làm được chuyện này, cho nên Phật mới phát nguyện đi vào trong cái cõi này 48 lời nguyện để chúng chúng sanh để mà về Tây Phương Cực Lạc. Mà chính cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Diên Giác và Bồ Tát. Thì từ cái hàng Bồ Tát á, những vị mà giống như là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền á, ngài cũng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nghe cái đoạn đĩa Hòa Thượng Tịnh Không nói nè, lắng nghe nè. Ngài nói tôi đến Đài Trung, thầy tôi là ngài Lý Bình Nam đưa cái bộ văn sao. Tôi không phản bác, tôi đọc nhưng mà tôi vẫn chưa tin tịnh độ nổi. Rồi sau đó rồi tôi học 10 năm ở Đài Trung rồi đi giảng kinh thuyết pháp. Đến một cái lúc tôi giảng vào Hoa Nghiêm, tôi thấy sao Văn Thù, Phổ Hiền, rồi Thiện Tài, Đồng Tử, những người này họ quy hướng họ về Cực Lạc hết. Còn mình là phàm phu mà mình không về Cực Lạc thì mình đọa lạc làm sao đấy. Thì ngài suy nghĩ đến điều đó là ngài quyết tâm quy hướng về tịnh độ từ giảng kinh Hoa Nghiêm. Và ngài nói rằng các vị có duyên hơn tôi lắm. Tôi phải mất thời gian như vậy là mấy chục năm, mười mấy hai chục năm bắt đầu tôi mới quy hướng về tịnh độ. Còn hôm nay quý vị mới vào đạo, quý vị nghe người ta nói về pháp môn tịnh độ, quý vị chịu tin niệm câu Phật hiệu, quý vị chịu tin nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì quý vị có căn lành hơn tôi nhiều lắm. Nghe vậy an ủi phải không? Nhưng mà mình tin nửa mùa, biết tin nửa mùa không? Tin nửa mùa là sao? Thấy người ta nói về Cực Lạc cũng thích, nghe nói là tu thiền thành Phật cũng thích, nghe nói tu mật tông tức thân thành Phật cũng thích, gọi là thích đủ thứ hết trơn. Rồi cuối cùng không có bến bờ nào ra bến bờ nào hết, không có biết cái pháp nào là chánh hạnh, cái nào là trợ hạnh hết trơn. Cuối cùng chúng ta gì? Đi ngõ rẽ. Ông Tổ dùng danh từ gọi là đi ngõ rẽ. Vậy hôm nay biết đường tắt đâu phải không? Từ ở Sài Gòn xuống, sáng có cô đó, cô lên máy bay, nó bay cái vèo lên cái tới. Còn không thì đi xe làm sao? 7 tiếng đồng hồ, đi bộ còn lâu nữa. Giờ muốn đi máy bay không? Nương nguyện lực thiền từ của Đức Phật A Di Đà, dầu cho nghiệp lực giống như một tảng đá khổng lồ để lên một cái đại hỏa luân chiếc thiền, nó đưa qua bờ bên kia nhẹ nhàng. Dầu cho nghiệp của mình nó nhỏ như hạt cát, không có chiếc đại hỏa luân chiếc thiền bỏ xuống nước nó cũng chìm. Mà nghiệp dầu cho như hạt cát, còn một phần gọi rằng là sanh tướng vô minh, còn một phần là chưa đoạn phần sanh tử, phần đoạn sanh tử chưa có dứt được á, người này vẫn luân hồi. Ghê. Cái người đó ngũ nghịch trọng tội như vua A Xà Thế, thế mà ông quay đầu ăn năn sám hối, hành trì tịnh nghiệp tam phước tu hành, ông vẫn vãng sanh. Đúng là pháp môn tịnh độ là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu hết. Nhưng mà trong cái chính giới từ địa ngục đến cảnh giới Bồ Tát thì chỉ có cảnh giới người trong lục phàm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, A-tô-la đó, thì con người mình là đóng một cái vai, là một cái vị trí để mà liễu sanh thoát tử, dễ hơn là súc sanh, dễ hơn là cõi người, dễ hơn là ngạ quỷ, dễ hơn là A-tô-la.
Atula họ là phi nhân phi thiên ở chính giữa, giữa người với trời. Cái phước của họ cũng có nhưng mà họ nóng tánh dữ lắm. Ở cái thế giới nó hai mặt trời luôn. Như vậy là mình tính trong cái lục đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula đó, thì cái con người mình là cái cơ hội, là cái vị trí mà để mà liễu sanh thoát tử đi con đường tắt về Tây Phương thì thù thắng nhất. Ở cõi trời họ hưởng phước không có thời gian tu, cũng như ở cõi người mà cái người họ sung sướng quá, họ có phước báu tràn ngập, họ ăn rồi họ chỉ lo đi chơi nước này nước nọ, họ hưởng thụ vật chất cho đời nào họ biết tu. Chừng nào bệnh rồi bắt đầu gì, bác sĩ chữa không được rồi mới tới kêu Phật ơi cứu con ơi Phật, đúng không? Lúc gặp nạn mới ôm chân Phật chứ bình thường dễ gì họ tu. Sung sướng quá cũng không tu được đâu. Mà khổ quá những người ở địa ngục, mà những người đi tìm từng bữa ăn, họ không có giác ngộ được, họ không có tu được. Cho nên cái cõi người mình đây là cơ hội, đừng để bỏ cơ hội qua ngang. Như có cái chú ông đang ngồi ở đây, em của chú Khánh, cứ mùa hè là ông vô ông tu 3 tháng hè, ông là giáo viên. Mùa hè là ông vô tu 3 tháng hè, ở suốt trong này ông tu. Nếu mà họ cứ mùa hè nào cũng vô, thời gian bắt đầu về hưu một cái là họ vô luôn. Bây giờ họ đang huân tu, huân tập, hàm dưỡng. Họ quyết định đi con đường này. Chứ còn không mùa hè họ lo tính toán đi gì, Hạ Long, đi Nha Trang, đang ăn cua ghẹ, đồ chơi rồi tính toán. Dễ gì họ tu. Cho nên thành ra chính cõi chúng sanh Bồ Tát mà bỏ đường tắt Tây Phương cũng không có thể nào mà viên tròn quả giác được. Nhưng mà Ấn Tổ nói một câu lắng nghe này: mình thực sự chưa phải là Bồ Tát thì đừng làm giống như Bồ Tát. Thực sự là mình Bồ Tát rồi, vì nguyện lực để vào cõi Ta Bà độ sanh á, giống như là Bồ Tát Hộ Minh với Ngài Tất Đạt Đa đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì Ngài làm cái việc gọi là đi vào sanh tử, ở lại Ta Bà, đời sau nữa ở lại Ta Bà thì được. Còn nếu mình thực sự phàm phu á, mà mình làm cái giọng như Bồ Tát á, mình đi độ sanh á, rồi đời sau tiếp tục ở cõi người này nữa để mà độ sanh á, thì không ổn, không ổn chút nào. Ấn Tổ nói hôm bữa có cái ông đó, Ấn Tổ đọc nghe cái thư hôm bữa đó, Ngài Thầy Nhật Tánh đọc cái lá thư của Ngài á, Ngài nói ông không phải là Bồ Tát. Tôi nghe cái giọng ông nói là toàn là Bồ Tát không à. Rồi ông lấy kinh của Phật ông nói là của ông, rồi ông đi độ sanh như vậy, tôi nói ông không bảo đảm. Ông chưa biết ngày giờ giảng sanh, ông chưa có nắm chắc được cái phần mà gọi rằng là tự lợi để mà vãng sanh. Mà ông đi độ sanh thì coi chừng là ông bị độ lạc. Cuối cùng ông này không nghe lời Ngài thì sao? Chết đó. Lúc đó nằm mê man 3 ngày 3 đêm xong rồi chết luôn. Không niệm được câu Phật hiệu. Cho nên mình phải biết mình là gì, là phàm phu. Thì gì? Thì phải đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Ngài là Bồ Tát biết ngày giờ rồi mà ngài gì? Đóng cửa. Có phải người này ích kỷ không? Không phải. Họ tính cái chuyện lớn lao là về thành Phật bên đó để họ độ sanh á. Cho nên chính cõi chúng sanh là từ địa ngục đến Bồ Tát mà bỏ con đường tắt Tây Phương này là khó thể nào tròn nên quả giác. Mà mười phương chư Phật thành Phật rồi đó mà không có giúp chúng sanh lấy cửa màu tịnh độ này để độ sanh á, thì khó có thể độ khắp hồng mê. Cho nên những cái chữ này chúng tôi làm một cái bản rất cung kính, làm đẹp, đóng cán lên ván, treo ở trong phòng, đi qua đi lại nhìn đọc. Cho nên chúng tôi thích thú cái câu đối này. Thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vừa thành Phật là ngày nhập vào đại định nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, trong đó có nói tịnh độ cho hàng Bồ Tát, đó là gì? 10 đại nguyện vương quy hướng chúng sanh về cực lạc. Ngài nói pháp môn tịnh độ cho hàng đại Bồ Tát, đúng không? Đó. Cho nên do cái hành nguyện của Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật thành Phật rồi, nếu mà không nói đến danh hiệu con, nó không nói đến nguyện lực của con, không nói đến cảnh giới cực lạc của con, không có giới thiệu cho chúng sanh á, thì thề con không thành ngôi chánh giác. Cho nên Ấn Tổ mới lấy cái câu này mới nói là mười phương chư Phật thành Phật mà bỏ cửa màu tịnh độ, khó độ khắp hồng mê. Thì quý vị nghe như vậy rồi, quý vị gì? Yên tâm, không thay đổi pháp môn nữa, và cứ như vậy an định để chúng ta lần mò tìm về Tây Phương cực lạc. Nhưng mà nhớ nè nghe, chúng ta bị mù rồi,
Mù tức là con mắt thịt mở, nhưng mà con mắt của chánh pháp á, con mắt của tự tánh mình á, cái trí tuệ mình á, nó bị phiền não che lấp gọi là mù rồi. Thì cái người mù phải nhờ cái người sáng dắt đường, đúng không ạ? Đúng rồi. Mình là phàm phu thì mình phải nhờ Phật Bồ Tát thôi. Mà cái bộ sách mà Bồ Tát Đại Thế Chí là Ấn Tổ để lại, là quý vị biết rằng cái bộ sách này là đọc vào trong văn sao thì mọi thúc mắc đều tháo gỡ. Hành trì trong văn sao thì chắc chắn người này, người dân ở cõi Tây Phương Cực Lạc, tuy thân thể ở cõi phàm phu nhưng mà tâm họ đã ký gửi bên liên thai rồi. Cho nên chúng tôi nói tới nói lui gì để nữa cũng giới thiệu cái bộ văn sao. Bởi vì cái bộ văn sao này giá trị, giá trị. Nãy mới nhận được cô Sâm có gửi cái máy, cái máy hôm bữa chúng tôi giới thiệu á. Cái máy này Hòa Thượng Tịnh Không mỗi lần làm là mấy chục ngàn cái không, chứ không phải mấy ngàn. Thì cái máy này Hòa Thượng Ngài giảng bao nhiêu kinh rồi đó, Ngài để ở trong này. Thì nó rẻ, cái màn hình này nó nhỏ, nó rẻ, có 650 ngàn. Còn cái này đến 1.400.000 một cái. Cho nên thành ra mình làm cái rẻ nó được nhiều không? Chúng tôi cầm cái máy thấy Hòa Thượng á, Ngài á, bỏ một số những cái đĩa giảng, có cái đĩa giảng của Ngài vô trong này. Rồi gì nữa? Ngài tặng cho mọi người, gọi là pháp thí thù thắng hơn mọi thí. Hồi nãy chúng tôi gọi, bắt đầu chúng tôi đặt rồi. Bữa nào có vậy? Chủ nhật nào đi cũng thế nào cũng có. Đây là xa bảy chín 93 tuổi rồi mà vẫn giảng được. Mình mà 93 tuổi thì sao? Lụm khụm già giống như con khỉ. Lúc nào cũng nghĩ hưởng thụ vật chất ngũ dục lục trần, lúc nào cũng sợ bệnh, lúc nào cũng sợ già. Thì người này không già không bệnh là chuyện lạ. Để tiền để lo bệnh thì người này không bệnh là lạ. Lấy tiền đi bố thí thuốc thì người này hết bệnh. Nhân quả. Ngài nói tôi đâu có nghĩ bệnh đâu, tôi đâu có nghĩ già đâu, tôi đâu có lo bản thân tôi nhiều đâu. Tôi có thiếu pháp tôi lo cho chúng sanh, vậy mà Phật lo cho tôi, đâu có gì thiếu đâu. Hiểu hiểu cái đạo lý nào? Còn cái người đó họ ích kỷ lắm. Họ nói tôi lo cho gia đình tôi chưa xong mà tôi lo cho bên ngoài. Đúng, họ lo cho gia đình họ cũng không xong luôn. Cái tâm họ nó hẹp giống như cái chén nước đó. Còn cái người mà họ vì lòng vị tha, giống như cái lu nước, giống như cái hồ nước, giống như biển cả, tâm lượng họ mở ra được. Thì mưa nó bao nhiêu vô trong cái lu, cái hồ, cái biển nó cũng không có tràn ra. Còn mình như cái chén vậy nè, cái tâm nó nhỏ hẹp như cái chén, mưa vô cái nó tràn ra hết. Đổ bao nhiêu nước vô nó cũng tràn ra. Mà cái chén nước này mà nó bỏ nấm muối vô là nó mặn uống không được. Nghiệp ác mà đời trước á, nó xuất hiện mà cái tâm nhỏ hẹp thì thôi, nó trả quả 1 thành 10 nặng dữ lắm. Còn nếu mà cái tâm họ là mà khai mở tâm lượng rộng ra đó, vì tha nhân, vì mọi người, vì gia đình của mình lo lắng chứ không có vì mình đó, thì cái tâm lượng nó rộng giống như là hồ nước, giống như lu nước thì bỏ nấm muối vô nó pha loãng à. Bỏ nấm muối vô nó tha loãng là bởi vì là cái nghiệp ác nó tới gặp cái tâm lượng rộng lượng đó thì nặng thành nhẹ, nhẹ nó biến mất à. Mà nếu mà họ đang niệm Phật nữa thì gì, nó tiêu túc nghiệp, nghiệp tới đó. Thay vì á, họ bị xe cán chết thì nó cán quẹ dò đi thọt thọt một chút vậy hết. Nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất mà. Cho nên nó niệm làm sao mà phải khai mở tâm lượng được. Cái quan trọng là cái chỗ khai mở tâm lượng. Ủa nãy giờ nghe cái quan hỷ không vậy? Chúng tôi ngồi suy nghĩ sao mà mấy Phật tử này họ ngồi họ nghe chúng tôi giảng, mà chủ nhật nào họ cũng về họ thích thú. Có mấy đứa bé nhỏ nhỏ học đệ tử quy mà mấy thầy nhiều lúc thầy Nhật Minh ông nói mình cũng nghe căng não luôn, mà nó ngồi nó nghe nó cười nó chịu. Ghê thiệt, mấy đứa nhỏ này căng lành dữ thiệt. Ừ, ở đây cũng có mấy đứa nhỏ nè. Quý vị mà tuổi nhỏ tuổi trẻ đó là đáng lẽ cho nó đến chùa nó phải học cái gì đó, nó chơi nó giỡn nó chạy ăn bánh rồi nó mới đến phải không à, dễ gì nó đến. Vậy mà sao nó đến nó ngồi đã nghe ngon lành ta. Có những cái đứa này là chắc là cái căn lành đời trước rồi. Mình mừng cho đứa con này.
Còn những đứa mà nó vô, nó ngồi, nó nghe ngũ dục, nó chán, nó chạy ra bên ngoài là mình biết đứa con này là thôi nguy hiểm vô cùng rồi. Dầu cho nó học giỏi ngoài đời đi nữa rồi cũng không an toàn. Lớn lên nó bất hiếu, nó cho mình đi ra ngoài sân ở. Hôm bữa có hai bà cụ ở đây, trời ơi, bà mất rồi mà con cái kêu lên không lên luôn. Kêu hồi trước giờ ở nhà bà mẹ con có lo cho con đâu. Rồi hỏi, ủa không lo cô làm sao đẻ cô ra vậy? Cô ra từ chỗ nào vậy? Nó kêu đẻ ra là trách nhiệm bổn phận của bà chứ, bà ra rồi bà lo cho người khác, cho anh, cho ai không, chứ giờ bà chết rồi bà chết kệ bà đi, con không lên đâu. Trời ơi, không lên thì đâu có xác minh được cái chuyện mà làm giấy báo tử đâu. Trời ơi, chạy đi lo muốn chết luôn hai bà già. Đúng thiệt, giàu cho nó giàu có, giàu cho nó kỹ sư bác sĩ đi nữa, đây là kẻ vô nghi bất hiếu. Cha mẹ có ác với mình, có xấu với mình gì để nữa, nghĩa tử là nghĩa tận, mình lên một chút chứ làm gì mà dữ vậy. Giáo dục gia đình đổ nát hết rồi, đời loạn ly đến cùng cực. Nếu không nói nhân quả, nếu không có lấy đạo lý để mà dạy dỗ cho họ, thì từ nơi cái gốc này bị sụp đổ rồi, họ có tu gì đi nữa, họ lên như là làm được Phật tử mà coi như là nổi tiếng nổi danh gì đi nữa, mà họ xây nhà trên hư không trên cát mất rồi, gia đình đổ vỡ rồi, mẹ chết mà không lên được, dễ sợ. Giao cho chùa lo luôn, cái lo thì không nói, mà cái báo tử không có gia đình lên xác minh nó khó vô cùng, cuối cùng phải mượn người đi xác minh để lo.